thể đến được. Bẻ anh. Cái rìu đâu? Ra là đó, lên rồi. Cho tôi mượn cái rìu. Đó, trời ơi, Phạm Văn Mách mà. Và bây giờ đến lực sĩ Phạm Văn Mách. Thôi chạy quyết liệt luôn, chạy quyết liệt luôn. Đẹp trai quá, bận bộ đồ này lên thấy cơ bắp rõ ràng không quý vị ha? Tôi thấy cơ bắp không quý vị, thấy chưa, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ vô đây, mình xem coi thử thách của chương trình là cái gì. Wow. Dạ, mời anh. Người chơi tìm đường đến xưởng làm lưới cá của nhà anh Tú nhớ tên và chú Đại để nhận nhiệm vụ. Ok. Rồi, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, chạy. Ủa, chạy đi đâu? Chạy đường nào này hả? Đây đây, chạy đường nhanh. Chạy anh. Chạy lẹ. Bà con ơi, ai có biết nhà anh Tú chú Đại đâu? Bà con ơi, chỉ ai biết nhà anh Tú không? Nhà anh Tú, nhà anh Tú. Em đang chạy mất mất tiền đó, lẹ lên. Bà con ơi, có bay biết nhà anh Tú không? Dạ. Chỉ có họ tới chưa? Xe chưa? Nhanh rồi, nhanh, lên, 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 lên hình. Quý vị ơi, coi lên trên hình. Anh Tiền xích ra đây nhìn nè. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Xưởng cá nha. Xưởng làm lưới cá nha. Chỗ quẹo, chỗ quẹo, chỗ quẹo, chỗ quẹo, chỗ quẹo. Ok, ok. Xưởng lưới cá. Tới nhà anh Tú hỏi anh Tú à? Dạ đây nhà anh Tú đây đó. Rồi rồi, ok 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 ok. Hay quá, hay quá. Ôi, chào anh Tú, khỏe anh Tú không? Dạ khỏe. Hôm nay là thử thách về gì vậy anh Tú ơi? Anh nhờ anh đưa 10 lửa nào lên xe để em đi giao cho khách. Hả? Trời ơi. Một bự gì đó hả? Chưa, từ từ. Nặng dữ. Một nè. Tiếp anh Tú ơi, tiếp anh Tú ơi. Tiếp anh Tú ơi, để trừ tiền hết á. Bao nhiêu ký quý vị ơi? 50. Nặng quá. Ai tiếp, ai tiếp không? Ai tiếp không? Ủng hộ lên cả nhà ơi. Phạm Văn Mách, Phạm Văn Mách. Đúng rồi, kêu lên con. Phúc ơi, la lên, đúng rồi. Cố lên đi con. Dạ đây, mất con mày Phúc à. Cố lên, cố lên. Rồi, con mày cục thôi. Còn 4 nữa quý vị ơi. Rồi, ra nhanh mất. Rồi, quên đưa con nổ rồi. Cái mệt chứ. Cái mệt chứ. Đuối rồi, đuối rồi, ổng đuối rồi. Ủng hộ lên cả nhà ơi. Ủng hộ lên, kêu Phạm Văn Mách giùm em đi. Phạm Văn Mách, Phạm Văn Mách. Kêu đi con, Phạm Văn Mách để chú Mách dán lên. Tiếp, tiếp, tiếp. Thôi, chuyện tiếp đi. Trời ơi, tội nghiệp cái thằng nhỏ quá à. Nhỏ giác thụ luôn. Quá. Wow. Sắp thành công quý vị ơi. Ê, đây đây làm. Chương trình được chưa? Yeah. Thôi rồi.
nữa. Đây phải không? Rồi. Kẻ 3 bó củi, mỗi một bó 5kg. Trời ơi. Kẻ 3 bó củi, mỗi một bó 5kg. Kẻ xối xả đi. Rồi, ok. Trời ơi, cây này sao chặt đứt trời. 3 bó, mỗi bó 5kg. Không thể đứt được. Bẻ anh. Cái rìu đâu? La là lên cho tôi mượn cái rìu. Đó, trời ơi, Phạm Văn Mách mà. Trời. Cố lên bà con ơi, kêu ổng cố lên đi, tội nghiệp lắm ngoài nắng. 5 ký lận đó là 15 ký tổng cộng. Dạ cho con mấy cọng dây đi. Mà cái dao đó phải dao trẻ tuổi không? Rồi phụ vụ giùm mấy đi. Thanh niên ơi, chạy qua phụ trẻ, phụ giùm mỏng này thanh niên. Cái nào nhỏ nhỏ anh bẻ luôn mát. Wow. Dạ rồi đây. Wow. Rồi. Anh cứ làm đi, em bó phụ cho. Rồi hình như mình có mang qua đi đâu á, mày đâu hay để đây đâu đúng không ta? Rẽ lên mắt ơi. 25 triệu. Sức khỏe của anh cần vào lúc này đó. Dạ hai bó nha quý vị. Mệt rồi má. Cả nhà ơi, ủng hộ anh Mắt đi cả nhà ơi. Cố lên anh ơi. Trời ơi trời. Rồi, gần xong rồi. Cố lên đi, cân đi 15kg là được, 15kg là được. 15kg, ok. 15kg cân đi. Bà rồi. Con ơi, la lên cho anh Mắt anh nghe nè. Được không ạ? À? Được đủ 15kg chưa? Đầu tiên nha. Anh rồi, rồi, em lên cái cân rồi, anh em lên cái cân. Cái cân đầu tiên, coi 4kg hơn rồi nha quý vị. Bó này là hơn 4kg đi. Nè. Cân đi, cân đi, có được 15kg chưa? Bó thứ hai. Bó thứ hai là 6kg, là 10kg rồi nè. Bó thứ ba. Wow, thêm một xíu nữa thôi. Rồi ok. Ok. Dạ rồi, 15kg. Quang tóc. Đây, anh bỏ ra anh coi con số mấy. Rồi, mã số là 1102. Anh Mắt ơi, số tiền là nào? 23.347.234 đồng. Con mừng không? Mừng không con? Mừng hả? Mừng chạy xuống khoe bà ngoại đi. Khoe bà ngoại đi con. Dạ vui, cầm xuống khoe bà ngoại. Từ từ, hay á. Chạy xuống khoe bà ngoại. Nãy anh dắt em cái một mà. Một cái cuộn đó em hỏi rồi 50kg. Một cái cuộn nó 4-50kg quý vị. 50kg. Mà 10 cuộn như vậy đó. Phải nghe nhắc từ đó có đi lên xe tải nữa. Rất là khó. Với lại áp lực tinh thần bà con la quá. Đúng rồi. Đúng không? Hôm nay rất là vui. Rất là vui. Nói chung là đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình là mang được một số tiền cho gia đình.